Phan Hiển khiến dân tình thích thú khi khoe ảnh bé Kobe và Anna giống nhau như hai giọt nước. Hình ảnh bé Kobe và bé Anna vừa được Phan Hiển chia sẻ tiếp tục thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Mới đây, Phan Hiển đã gây chú ý khi đăng tải hình ảnh thuở nhỏ của con trai Kobe và hình ảnh hiện tại của con gái Anna lên trang fanpage cá nhân kèm chia sẻ "Cả nhà thấy giống nhau không ạ?". Ngay lập tức, hình ảnh này đã nhận về rất nhiều lời bình luận từ dân mạng. Đông đảo khán giả đều bày tỏ sự thích thú đặc biệt và khẳng định hai nhóc tì nhà Khánh Thi Phan Hiển giống nhau như hai giọt nước. Thậm chí nhiều khán giả còn hài hước cho rằng Khánh Thi mang kiếp để thuê vì cả hai bé Kobe và Anna đều có quá nhiều nét giống bố. Trước đó, Khánh Thi từng cho biết từ khi có thêm con gái Anna, cuộc sống của gia đình trở nên bận rộn hơn. Để chăm sóc tốt hai con, vợ chồng cô phải phân chia công việc và mẹ đẻ Khánh Thi cùng người giúp việc cũng hỗ trợ cả hai. Mặc dù dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái nhỏ, nhưng Khánh Thi vẫn cố gắng phân chia để Kobe không cảm thấy bị thiệt thòi. Ông xã cô Phan Hiển đảm nhận việc đưa đón và chơi với Kobe mỗi ngày. Trong khi đó, Kobe cũng tỏ ra là cậu anh cả ngoan ngoãn, rất yêu thương em gái mình. Trưởng fan lớp quát nạt người hâm mộ, Hòa Minh Di lên tiếng: "Em mong mọi người hiểu, T chỉ cố ý làm vậy với các bạn trong fan lớp", Hòa Minh Di chia sẻ. Ngày 24 tháng 10, khán giả quan tâm tới Hòa Minh Di xôn xao vì đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ được trưởng fan lớp dẹp đường để bước xuống xe đi vào khu vực biểu diễn. Theo đó, clip được quay vào ngày 20 tháng 10 khi Hòa Minh Di tới một trung tâm thương mại tại Hà Nội biểu diễn. Xe của nữ ca sĩ tới trước cổng trung tâm và có khá nhiều khán giả vây quanh. Một cô gái được cho là trưởng fan lớp của Hòa Minh Di đã lên tiếng quát nạt dẹp đường để nữ ca sĩ bước xuống. Xuống xe, Hòa Minh Di nhanh chóng di chuyển vào trong, không hề chào hỏi hay có động thái nào với việc trưởng fan lớp quát mắng khán giả xung quanh. Điều này khiến nhiều người cho rằng Hòa Minh Di chảnh chọe và hết lời chỉ trích cô gái được cho là trưởng fan lớp của nữ ca sĩ. Trưởng fan lớp quát nạt cộng với việc Hòa Minh Di giữ gương mặt lạnh lùng khi bước xuống xe khiến khán giả bức xúc. Chiều cùng ngày, Hòa Minh Di lên tiếng về sự việc. Nữ ca sĩ thay mặt trưởng fan lớp gửi lời xin lỗi khán giả vì đã có thái độ không đúng mực. Nữ ca sĩ cho biết vì trưởng fan lớp đã nhắc nhở các fan nhưng không được nên mới to tiếng. Song Hòa Minh Di cũng khẳng định trưởng fan lớp của cô chỉ lớn tiếng với các thành viên trong fan lớp mà thôi. Hòa thay mặt bạn xin lỗi tất cả quý vị khán giả có mặt tại thời điểm đó. Mọi người chắc đã rất bất ngờ và khó chịu với hành động lớn tiếng của T. Em mong mọi người hiểu, T chỉ cố ý làm vậy với các bạn trong fan lớp. Do có nhắc nhẹ mọi người không nghe nên đã quát tiếng lớn hơn. Ở trong fan lớp thì chắc chắn sẽ dễ hiểu và thông cảm. Nhưng em biết quý anh chị chỉ là khán giả trung lập đến coi thì không có trách nhiệm phải hiểu điều đó, nên em thay mặt bạn xin lỗi mọi người. Về nhận định cho rằng thái độ mặt lạnh lùng bước xuống xe của Hòa Minh Di là chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao, nữ ca sĩ cũng khéo léo phủ nhận. Cô đề nghị những người có mặt trong buổi biểu diễn hôm đó kể lại thái độ của cô từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chương trình. Đáp lại, một số khán giả đã gửi ảnh và comment minh oan cho Hòa Minh Di. Theo đó, sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nữ ca sĩ vẫn nán lại để chụp hình giao lưu cùng khán giả. Lời xin lỗi của Hòa Minh Di đã phần nào xoa dịu được phản ứng của công chúng. Thời gian gần đây, nữ ca sĩ gặp phải khá nhiều thị phi không đáng có. Xuất hiện cô bé 6 tuổi đáo để dám chặt chém cả Trường Giang. Tập 2 thách thức danh hài mùa năm được dự đoán nóng không kém tập 1. Ngay lúc xuất hiện, Trường Giang Trấn Thành tỏ ra rất hoang mang khi chờ mãi không thấy Ngô Kiến Huy và hai người phải tự lên sân khấu mà không có lời giới thiệu của MC. Hóa ra Ngô Kiến Huy đang mải mê mở dịch vụ làm neo dưới hàng ghế khán giả. Anh chàng bộc bạch rằng một người nghệ sĩ vẫn nên lăn lộn làm nhiều nghề để tích góp thêm kinh nghiệm. Tuy nhiên, tinh thần ham học hỏi này của chàng bắp vẫn bị mười khó chặt chém. Mỗi người có một giai đoạn làm ca sĩ thì không ai mời hát nên chuyển sang làm MC, giai đoạn làm MC thì không ai mời chuyển sang làm neo. Trấn Thành còn trổ tài tiên tri rằng sắp tới Ngô Kiến Huy còn có thêm nghề bán kẹo kéo dạo, không đỡ nổi màn tổng tấn công của hai đàn anh. Giọng ca giả vờ yêu nhanh chóng mời hai người về yên vị trí của ban giám khảo để bắt đầu đêm thi. Thí sinh đầu tiên của đêm thi là cô bé An Di. Vừa chào sân, An Di đã có phần giới thiệu. Các thành viên trong gia đình vô cùng rối não khiến Trấn Thành Trường Giang cười nghiêng ngả. Chưa dừng lại ở đó, cô bé 5 tuổi tỏ ra vô cùng đáo để khi dám chặt chém cả Trường Giang, làm năm danh hài thích thú bật cười. Tuy nhiên, không biết An Di có thể thừa thắng xông lên thành công đem về giải thưởng lớn từ chương trình hay không. Tiếp đến là sự xuất hiện đầy bất ngờ của anh chàng Phạm Văn Thoại đến từ Hà Nội.
vốn nổi đình đám trên mạng xã hội với biệt danh thánh chửi bán hàng online. Tham gia chương trình, Văn Thoại tuyên bố nếu hai giám khảo không cười sẽ chửi luôn, khiến Trấn Thành Trường Giang vô cùng căng thẳng. Quả nhiên bước vào thi, không chỉ ban giám khảo mà cả MC Ngô Kiến Huy cũng trở thành nạn nhân của thánh chửi. Anh chàng không ngần ngại chỉ thẳng mặt nam MC. Thằng Ngô Kiến Huy nha, cả cuộc này chỉ có một bài hit thôi nha, khiến Ngô Kiến Huy sững sờ ngã ngửa. Trong khi đó Trường Giang Trấn Thành cười khoái chí. Ngay giây phút đầu xuất hiện, Mỹ Vân đã làm Trấn Thành Trường Giang khá phật lòng khi gửi lời chào đến hai giám khảo và cả MC Ngô Kiến Huy, nhưng lại chỉ khen MC đẹp trai. Tuy nhiên rất nhanh chóng Trấn Thành nhận ra thí sinh này rất quen mặt. Một thí sinh lớn tuổi xuất hiện, đó là cô Nguyễn Thị Huệ. Ngay khi bước lên sân khấu, cô Huệ đã gây ấn tượng mạnh với mọi người khi trổ tài giới thiệu bản thân bằng thơ tự chế vô cùng duyên dáng. Tham gia cùng cô Huệ là cô cháu gái 6 tuổi vô cùng đáng yêu, có vẻ ngoài nay vàng ngơ ngác, càng khiến Trấn Thành Trường Giang tò mò về phần dự thi của hai bà cháu. Với sự thông minh duyên dáng, nhấn nhá nhanh chậm đúng lúc, Phương Ngọc liên tục nhận được lời khen từ Trường Giang, vị giám khảo nổi tiếng khó tính chương trình. Đặc biệt, cô nàng còn tỏ ra vô cùng lợi hại khi thành công gài Trấn Thành Trường Giang giao bái ngay tại sân khấu chương trình, khiến khán giả vỗ tay phấn khích. Còn hai khổ chủ dĩ nhiên không thể không bật cười trước tình huống tréo ngoe này. Sự giống nhau thú vị giữa Hà Hồ và Cường Đô La sau khi có bến đỗ mới khiến fan không thể tin nổi. Nhiều người bày tỏ sự ngạc nhiên khi tìm ra những điểm chung giữa Hà Hồ và chồng cũ sau khi chia tay và có người mới. Thoải mái công khai, đăng ảnh tình tứ với người tình mới. Sau khi hợp tác chung trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ, Kim Lý Hồ Ngọc Hà đã phải lòng nhau. Tuy nhiên, mãi đến giữa tháng 11, cặp đôi mới công khai chuyện tình cảm trong ngày sinh nhật tài tử phim Hương Ga. Trong ảnh, Hồ Ngọc Hà không ngại hôn lên má bạn trai. Hình ảnh tình tứ này đã được người hâm mộ truyền tay một cách chóng mặt. Sau khi công khai, Hà Hồ Kim Lý thoải mái xuất hiện ở các sự kiện trong làng giải trí. Hồ Ngọc Hà thoải mái xuất hiện bên cạnh bạn trai, điều mà hiếm khi trước đây cô làm. Sau khi chia tay Hạ Vi, Cường Đô La bị đồn hẹn hò Đàm Thu Trang. Tuy nhiên, phải 2 tháng sau, vào giữa tháng 9 2017, Cường Đô La và Đàm Thu Trang đồng loạt chia sẻ trạng thái đã đính hôn, gián tiếp công khai chuyện tình cảm. Không phải người trong làng giải trí, song Cường Đô La vẫn nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Anh từng gây xôn xao khi đưa bạn gái tham gia sự kiện. Trong suốt 7 năm qua, đây là lần đầu tiên anh tham gia hành trình siêu xe cùng bạn gái. Anh và cô trải nghiệm chuyến đi dài 1.500 km. Cường Đô La ân cần hôn lên bạn gái trong tiệc cưới dịp Lâm Anh vào tháng 5. Doanh nhân nổi tiếng còn thoải mái vào livestream trò chuyện với người hâm mộ cùng chân dài họ Đàm. Cả hai thoải mái thể hiện tình cảm mỗi khi tham gia các sự kiện trong làng giải trí. Đi du lịch cùng con trai, sau khi công khai, cặp đôi còn chia sẻ ảnh đi du lịch chung. Trong những chuyến đi này đều có sự có mặt của bé Su Beo, con trai chung của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La. Hình ảnh Hà Hồ cùng con trai và Kim Lý tại sân bay. Giống như nữ ca sĩ Quảng Bình, doanh nhân Phố Núi cũng dành nhiều thời gian cho bé Su Beo. Anh từng đưa bạn gái đi đón con trai sau một buổi học. Chuyến đi gần đây nhất của cặp đôi là tới đảo Thiên Đường Maldives. Những hình ảnh tình tứ của Đàm Thu Trang, chồng cũ Hà Hồ khiến nhiều người chú ý. Đưa người mới về ra mắt gia đình. Kim Lý tới thăm và chúc Tết gia đình bạn gái vào dịp Tết 2018 vừa qua. Về phía Hà Hồ, cô cũng sang Thụy Điển để thăm mẹ Kim Lý. Sau khi công khai mối quan hệ, Cường Đô La, Đàm Thu Trang đưa nhau về ra mắt gia đình đối phương. Khi chân dài xứ lạng đưa mẹ vào thành phố Hồ Chí Minh đón năm mới, Cường Đô La cũng có mặt trong bữa tiệc gia đình của Thu Trang. Động thái này cho thấy cả hai đều muốn một mối quan hệ nghiêm túc. Phản ứng của bố Phạm Quỳnh Anh khi con gái vào Quang Huy đệ đơn ly hôn. Có lẽ chuyện hôn nhân của Phạm Quỳnh Anh vào Quang Huy tan vỡ là một cái kết mà chẳng ai mong muốn. Vào tháng 5, 2012, Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy tổ chức lễ cưới sau 10 năm yêu nhau. Mối tình của họ khiến nhiều người phải ngưỡng mộ hơn. Sau đó, nữ ca sĩ đã chọn lui vào hậu trường để hỗ trợ ông xã và chăm sóc cho hai thiên thần nhỏ Tuệ Lâm và Tuệ An. Tuy nhiên, mới đây nhất, chồng của nữ ca sĩ đã chính thức chia sẻ chuyện họ đã đệ đơn ly hôn ở Tòa án Nhân dân quận 3. Một năm trở lại đây, Quang Huy và bà xã đã ly thân. Đồng thời, chính nam đạo diễn lần đầu lên tiếng: "Chúng tôi ly thân hơn một năm nay. Sau khi hoàn tất thủ tục ly dị, chúng tôi sẽ có câu trả lời cụ thể đến công chúng một lần về vấn đề này." Trong khi đó, từ phía giọng ca Tình Yêu Cao Thượng vẫn chưa có phản hồi. Cách đây ít phút, bố ruột của Phạm Quỳnh Anh vừa đăng tải hình ảnh con gái và hai cháu ngoại lên trang cá nhân.
Đi kèm đó, bố còn chia sẻ dòng trạng thái đơn giản nhưng chứa đủ sự động viên ngay thời điểm này, ấm áp. Được biết bé Tuệ An đang sống cùng mẹ và có ông bà ngoại cùng chăm sóc. Phạm Quỳnh Anh được sự giúp đỡ và ủng hộ của bố mẹ nên cũng yên tâm phần nào để quay lại với nghệ thuật. Sau nhiều đắn đo thì người trong cuộc mới chia sẻ thông tin cá nhân này đến với người hâm mộ. Có lẽ đây là một cái kết không ai mong muốn, cả khán giả lẫn gia đình hai bên. Trước đó Phạm Quỳnh Anh từng ấp mở về chuyện đời sống hôn nhân, nhưng cô không nói thẳng thắn về chuyện tan vỡ của hai vợ chồng. Đến vừa qua mọi thứ không còn là tin đồn nữa mà đã có câu trả lời cho tất cả mọi người.